Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam với chủ đề 80 năm ngọn đuốc soi đường đã diễn ra thành công rực rỡ trong không khí đầy tự hào cùng sự thăng hoa của muôn vàn cung bậc cảm xúc không thể nào quên. Với những ca khúc ca ngợi về đất và người Bến Tre, những tác phẩm tiêu biểu của Bến Tre trong quá trình thực hiện đề cương văn hóa Việt Nam, chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm ngọn đuốc soi đường được dàn dựng hoành tráng, công phu, hấp dẫn, cuốn hút từ đầu đến cuối, nêu bật ý nghĩa bằng cách dùng nghệ thuật để tuyên truyền và giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa. Với thời lượng 120 phút, bằng niềm tự hào về truyền thống, với trách nhiệm và niềm đam mê, các nghệ sĩ, diễn viên đã cùng nhau làm sống lại tinh thần vượt qua mưa bom lửa đạn, chắc tay súng, vững tay đàn, qua các tác phẩm như Chiến sĩ rừng dừa của tác giả Quy An, bài ca tiểu đoàn năm 16 của tác giả Lan Phong, Mùa xuân thơm ngát qua anh hùng của tác giả Lê Dân Hoài Hồ hay giọng cổ Người chị xứ dừa của soạn giả Dương Thị Thu Dân, Gửi tình theo sóng nước Hàm Luông của nhạc sĩ Võ Đăng Tính, đặc biệt là trích đoạn cải lương Cây dừa đỏ của tác giả Lê Quỳnh đã cày dựng hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong âm nhạc luôn sáng đẹp thăng qua, trở thành những khúc tráng ca trong hành trình lịch sử văn hóa của dân tộc. Tôi đã xem một cái chương trình nghệ thuật hôm nay thì hết sức là độc đáo, hấp dẫn và rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt là nó có cái gì đó nó gợi cho tôi trở về cái quá khứ, một cái thời hào hùng trong chiến tranh ác liệt mà anh chị em văn nghệ sĩ của Bến Tre đã từng vượt qua. Tới bây giờ những cái bài hát đã gợi cho tôi những cái nỗi nhớ, những cái tình cảm, và cũng xin nói rằng tôi rất là xúc động khi được xem cái chương trình này. Đây là cái quá trình hoạt động, cái văn hóa nghệ thuật của tỉnh chúng ta đã gắn bó với cái sự nghiệp cách mạng, mà đặc biệt là trong cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Văn nghệ sĩ chính là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, luôn thở cùng hơi thở cuộc sống để thổi hồn, tô vẽ cho dòng sông êm đềm, chở nặng phù sa trở thành bức tranh sống động, phản chiếu những chiến công oai hùng và lịch sử quê hương. Thơ ca cũng là vũ khí chiến đấu với kẻ thù, là tình yêu quê hương dạt dào để mỗi người thêm yêu thương và bảo vệ quê mình. Các tác phẩm được biểu diễn tại chương trình như một lời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và dân Bến Tre hôm nay quyết tâm phát huy tinh thần đồng khởi và những giá trị của đề cương văn hóa để tiếp tục làm một cuộc đồng khởi mới trên quê hương thân yêu, trong niềm tự hào về tinh thần, khí phách và cốt cách cách mạng trên mọi mặt trận. Chương trình này là cái chương trình các cháu xây dựng rất là công phu. Trước khi là chương trình này thì có đề cương kịch bản để nói lên được cái chủ đề chính để xây dựng thành từng tiết mục, các tiết mục nối tiếp với nhau, hàn gắn lại thành cái chia thành một cái sự kiện lịch sử đi lên của quê hương. Xuyên suốt các tiết mục của chương trình như một sự nhắc nhở về truyền thống, sự kế thừa giữa các thế hệ diễn viên từ đoàn dân công giải phóng biểu diễn phục vụ chiến sĩ, đồng bào trong giai đoạn trước hòa bình, đến lực lượng diễn viên và cộng tác viên Trung tâm Văn hóa Thể thao Điện ảnh tỉnh và Thiếu nhi tỉnh nhà. Đặc biệt, sự thể hiện những hình ảnh rất quý báu của thế hệ diễn viên đoàn dân công giải phóng năm xưa với những biểu hiện rất chân chất, mộc mạc trong điều kiện biểu diễn rất đơn sơ. Điển hình như ca sĩ Quỳnh Nhi, một trong những giọng hát chính của đoàn dân công giải phóng. Trong những năm kháng chiến ác liệt, ca sĩ Quỳnh Nhi đã hát trên khắp mặt trận để phục vụ bộ đội và quần chúng nhân dân và vẫn luôn miệt mài đóng góp cho nghệ thuật tỉnh như biểu diễn, chấm thi, thẩm định nghệ thuật, làm giảng viên, truyền đạt kỹ thuật thanh nhạc cho thế hệ sau. Lúc đó tôi mới 16 tuổi, tôi hát cái bài Em đi về hướng buôn rơi. Và trong lúc phục vụ bộ đội rồi quần chúng nhân dân thì có một đợt pháo nó dội, kiểu như nó phát hiện á, cái nó dội xuống thì tôi cũng vẫn đứng hát, rồi bộ đội thì cũng vẫn ngồi nghe tôi hát cho nó hết cái bài, rồi sau đó rồi mới cũng như sau đó rồi nó bắn pháo nhiều quá cái phải giải tán, thì cái kỷ niệm đó là
không thể nào mà quên được. Chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm ngọn đuốc soi đường đã khép lại đầy ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả cũng như các nghệ sĩ, những người hoạt động văn hóa nghệ thuật. Bên cạnh sự tự hào danh hiệu anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ diệt Ngụy, có bề dày về truyền thống lịch sử, văn hóa, mỗi người dân Bến Tre đều mang trong mình trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa phù hợp với xu thế của thời đại.